anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Đúng ngày này, ngày 23 tháng 7 năm 1980, anh hùng Trung tướng Phạm Tuân trên con tàu phóng lên vũ trụ, trở thành người châu Á đầu tiên bay vào không gian. Anh hùng Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, do có tố chất xuất sắc nên được nhà nước cử đi đào tạo và tốt nghiệp trường phi công quân sự ở Liên Xô vào năm 1967. Ông trở thành sĩ quan lái máy bay chiến đấu của Trung đoàn 921 Sao Đỏ Anh Hùng, tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Việt Nam. Năm 1972, ông là một trong 12 phi công được chọn để đào tạo lái tiêm kích bay đêm, chuẩn bị cho việc đánh chặn pháo đài bay B-52 của Mỹ. Lưu ý là tiêm kích bay đêm yêu cầu kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với lái tiêm kích ban ngày. Vào đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972, anh hùng Phạm Tuân đã bắn rơi một chiếc máy bay B-52 của Mỹ, trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. Chiếc MiG-21FM của Phạm Tuân cất cánh đêm từ sân bay dã chiến Yên Bái theo chiến thuật đi thấp kéo cao nhằm tránh radar của máy bay địch. Sau khi dẫn đường mặt đất thông báo cách phi đội địch từ 8 đến 9 km, Phạm Tuân kéo cao rồi tăng tốc máy bay, dùng tốc độ cao để bất ngờ bay vọt qua hai top F4 hộ tống, khiến những chiếc F4 không kịp phản ứng. Sau khi vọt qua đội F4 hộ tống, ông tiếp cận hai chiếc B-52. Khi còn cách B-52 khoảng 4 km, dẫn đường mặt đất ra lệnh bắn, nhưng Phạm Tuân chờ thêm mấy giây để tiếp cận gần hơn rồi mới bắn. Chiếc MiG-21 của ông cũng đã tắt radar và các thiết bị liên lạc để B-52 không phát hiện ra là đang bị áp sát. Ông bắn rơi một chiếc trên vùng trời phía tây Hà Nội bằng hai quả tên lửa không đối không NHK-8912, rồi trở về hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. Và vào đúng ngày này, ngày 23 tháng 7 năm 1980, Phạm Tuân cùng với nhà du hành vũ trụ Xô Viết Viktor Vasilyevich được phóng vào không gian, bay vào vũ trụ. Ông tiến hành các thí nghiệm khoa học các mẫu khoáng chất trong tình trạng không trọng lực. Anh hùng Phạm Tuân đã ở trong không gian trong vòng gần 8 ngày, thực hiện tổng cộng 142 vòng quỹ đạo quanh trái đất, rồi trở về trước sự ngỡ ngàng và thán phục của cả thế giới.